Bạn có thể chờ P Open Mainnet trong bao nhiêu năm nữa? Chào bạn, chào các Pioneer. Đến hôm nay thì dường như mọi sự tập trung của thị trường và Pioneer vẫn đang hướng về ngày Mainnet mở, hay ít nhất là chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn của Pico Team về vấn đề này. Trong 2 năm vừa qua, tính từ ngày đầu tiên những Picoin đầu tiên đưa về Mainnet, tổng lượng Pi đã được bơm ra thị trường đã lên tới gần 3 tỷ coin. Hiện nay, có một số lời đồn đang bơm thổi trong các nhóm mạng xã hội là với tốc độ trả Pi thế này thì phải 10 năm nữa Pi mới open mainnet. Vì điều này đã được đề cập đến trong sách trắng. Nhưng Pico Team cũng tuyên bố năm nay khả năng mainnet là rất cao. Một điều kiện tiên quyết nữa là hệ sinh thái phải có tới 100 dự án bên trong nó. Như vậy là sau tất cả những điều kiện thì mọi thứ về open mainnet đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, để đạt được tới trạng thái này thì không phải là điều dễ dàng. Và liệu bạn sẽ chấp nhận chờ đợi open mainnet trong 2 năm nữa? Sẽ ra sau nếu 5 năm nữa các điều kiện này vẫn chưa đáp ứng đủ và bạn có còn đào Pi nếu giấc mơ Open Mainnet thực sự 10 năm nữa mới xảy ra? Tất cả những câu hỏi thú vị nhưng khá nhức nhối này sẽ được chúng tôi mổ xẻ theo chiều hướng trung lập và có lợi ích nhất dành cho các Pioneer. Xin mời các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi để phân tích trong video ngày hôm nay. Phần 1. Open Mainnet dưới góc nhìn của Pico Team. Pico Team dự định chuyển sang Open Mainnet vào năm 2024 nếu đáp ứng đầy đủ được 3 điều kiện sau đây. Điều kiện 1. Hoàn thành mọi công việc chuẩn bị cho mạng mở về công nghệ, sản phẩm, kinh doanh và pháp lý theo các chiến lược nhất quán của Pi Network. Điều kiện 2. Đạt được các mục tiêu về KYC, di chuyển Picoin và tạo tiện ích cho hệ sinh thái. KYC và di chuyển Picoin Mainnet, 15 triệu Pioneer đã vượt qua KYC, bao gồm KYC đầy đủ và dự kiến. Trong đó có 10 triệu người tiên phong đã di chuyển sang Mainnet. Tính thiết thực của hệ sinh thái phải đáp ứng được 100 ứng dụng Pi thực sự sẽ có trên Mainnet hoặc sẵn sàng cho Mainnet. Giải quyết nhu cầu thực sự và mang lại tiện ích cho cộng đồng. Đa dạng các ứng dụng vào cuộc sống. Hiện nay, dữ liệu hiện tại về số liệu KYC là 8 triệu Pioneer đã được KYC. 3,9 triệu người dùng đã nhận được Pi Mainnet và khoảng 40 ứng dụng Pi thực sự đáp ứng được các tiêu chuẩn của Pico Team. Điều kiện 3. Môi trường bên ngoài không thuận lợi sẽ cản trở sự thành công của mạng mở. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là không có thời gian cụ thể cho các điều kiện này và nó hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực tập thể của các Pioneer, đội ngũ phát triển dự án và Pico Team. Nói cách khác thì các điều kiện này như một lời bỏ ngỏ về khả năng mainnet mở của dự án. Nếu không đạt được thì mãi mãi sẽ ở enclosed mainnet. Phần 2. Bạn thực sự chờ được bao lâu nữa? Trên thực tế thì Pi Network đã đi qua một hành trình phát triển gần 5 năm tính từ năm 2019 và dĩ nhiên trước đó là quá trình ấp ủ của dự án. Huy động vốn giai đoạn đầu nên ít nhất thì dự án đã thai nghén từ năm 2018. Như vậy là 6 năm tính đến hiện tại. Xét theo thời gian để mainnet thì đã đủ thời gian xây dựng. Tuy nhiên, dự án Pi Network vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho việc này. Vậy bạn sẽ làm điều gì nếu những kịch bản sau đây sẽ xảy ra? Kịch bản 1. Pi sẽ open mainnet trong khoảng tháng 6 năm nay đến cuối năm. Bạn sẽ ngay lập tức được giao dịch P2P nếu đã có Pi mainnet. Nếu không có Pi mainnet và ví mainnet thì bạn vẫn sẽ phải chờ duyệt KYC và Pi về ví. Nếu điều này xảy ra thì chắc chắn sẽ có rất nhiều Pioneer thất vọng. Kịch bản 2. 2025, Pi sẽ open mainnet. Dự án tiếp tục xây dựng và xây dựng. Bạn sẽ nhận được Pi mainnet trong năm nay, nhưng open mainnet thì vẫn chưa và bạn sẽ chờ thêm một năm nữa. Nếu như vậy thì bạn có bán Pi Mainnet của mình hay không? Hay tiếp tục chờ đợi thêm? Kịch bản 3. Bạn và rất nhiều người vẫn kẹt KYC. Pi vẫn chưa open Mainnet và 3 điều kiện kia vẫn tiếp tục được xây dựng. Khả năng 3 đến 5 năm, thậm chí là vô thời hạn cho câu chuyện open Mainnet vì dự án không đáp ứng được các điều kiện do chính mình đề ra. Vậy, nếu đã có Picoin Mainnet, bạn có quyết định mua vào thêm hay bán ra số coin mình đang có? Hay 5 năm nữa là một khoảng thời gian bạn sẽ mất hết kiên nhẫn và rời bỏ dự án. Vẫn còn rất nhiều kịch bản có thể xảy ra. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất mà chúng tôi nghĩ rằng các Pioneer luôn quan tâm đó chính là bạn có nên mua bán Picoin của mình ra tiền hay không. Vì cho dù Picoin là gì đi nữa, thì việc bán ra lấy tiền mặt hoặc đổi lấy hàng hóa có giá trị, đó mới là mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta đã đặt ra khi đào Picoin. Vấn đề là chúng ta sẽ bán ở vùng giá nào.
Để có thể phân tích các vùng giá tiềm năng nhất của Bitcoin ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp nối chủ đề này trong video tiếp theo. Rất mong nhận được sự ủng hộ và theo dõi của các bạn trong số sau. Còn bây giờ thì đã đến lúc khép lại chủ đề chờ đợi OpenMainnet ngày hôm nay. Bạn sẽ có thể chờ đợi bao lâu nữa cho đến ngày OpenMainnet? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng cộng đồng Pioneer. Nếu thấy video thú vị, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án P-Network và giao dịch an toàn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.